Lại nữa, này Thiện Hiện, vì hư không thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì hư không thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì hư không không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì hư không thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Lại nữa, này Thiện Hiện, vì sắc không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Vì thọ tưởng hành thức không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Vì thọ tưởng hành thức không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này Thiện Hiện, vì sắc chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì sắc không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Vì thọ tưởng hành thức chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì thọ tưởng hành thức không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy, này Thiện Hiện, vì nhãn xứ không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Vì nhĩ tĩ thể thân ý xứ không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn xứ không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Vì nhĩ tĩ thể thân ý xứ không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này Thiện Hiện, vì nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì nhãn xứ không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Vì nhĩ tĩ thể thân ý xứ chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì nhĩ tĩ thể thân ý xứ không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy, này Thiện Hiện, vì sắc xứ không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc xứ không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này Thiện Hiện, vì sắc xứ chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì sắc xứ không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Phật dạy, này Thiện Hiện, vì nhãn giới không nhiễm ô